Hello các bạn, ngày hôm qua mình đi chợ Super King ở bên Santa nè, ngay đường MacArthur với lại đường Fairview. Thì mình mua một cái melon này, tên nó gọi là Gallia. Cái product của nước nào á, mình khó nhìn chữ lắm. Đây, cái chữ này đây nè, cái gì Honduras gì đó. Thì cái này là một, nó combine melon với lại honeydew. Nó ngọt như là honeydew nhưng mà nó có cái mùi thơm combine cantaloupe and honeydew. Nó rất là ngọt. Thì cái ruột của nó này các bạn thấy không? Cái trái nó to bằng cỡ cái trái grapefruit thôi. Nhưng mà cái ruột của nó rất là dày, mà cái vỏ nó rất là mỏng. Mình ăn cho tới ngoài cái vỏ xanh này luôn nè, nó vẫn còn ngọt. Cho nên mình sẽ save cái hộp để năm tới trồng thử coi nó có ngon không. Thì tất cả những cái cây ăn trái mà mình thích về cái melon á, thì các bạn cứ mua về trái ăn mà thích thấy ngon á, thì lấy hộp rửa thiệt sạch để cho phơi cho 2 3 nắng cho nó thiệt là khô. Xong rồi từ đó đi các bạn năm tới là có quyền gieo. Thì tùy theo cái cách trồng, melon thì nó thích nắng nhưng mà nó cũng handle được chỗ shade area. Thì mình đã trồng rồi thì nó rất là ngon. Không phải cái loại này mà như mình trồng như là sugar, cái một cái loại đó nó cũng là honeydew thôi nhưng mà nó rất là ngon. Ở bên bên European người ta xài cái loại đó nhiều lắm. Thì mình có hộp mình trồng. Còn một loại nữa giống như là Korean melon á, mình cũng mua về mình ăn, xong mình lấy cái hộp cái mình trồng, qua năm sau mình trồng ăn rất là ngon luôn. Ok, các bạn thích thì cho mình xin một cái like, subscribe and don't forget the bell. Ok, và mình sẽ post lên trên YouTube cho các bạn coi. Đó, đây là cái hộp nè. Mình sẽ rửa sạch rồi phơi, phơi tới 2 3 ngày thì mới được. Ok, have a good day nhé. Thank you. Bye bye.